Tăng tăng tăng. Mèo TV Baby trở thành TV Woman. Hi, xin chào các bạn, mình là Mew nè. Thì hiện tại mình đang là TV Baby. Ở tập trước, mình đã đi vào bộ não của TV Woman mà được thấy quá khứ của Mama. Sau khi hoàn thành việc phục hồi cho TV Woman, mình và Cameraman Papa đã được dịch chuyển trở lại phòng thí nghiệm. TV Baby, anh Cameraman, cảm ơn hai người vì đã phục hồi bộ não của ta. Ôi, TV Mama đã bình phục rồi. Vẫn chưa hoàn toàn đâu, hiện tại nó trở lại như trước chỉ cần tới một tháng lận. Một tháng lận sao? Đúng vậy. Bây giờ, TV Man đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần phải tìm ra cách nhanh hơn. Đúng rồi, đoạn video được phát lại trong đầu của Mama lúc mà mình đã hạ chữa cho Mama đó. Papa TV đã bị phát hiện rồi và còn bị Speaker Titan hãm hại nữa. Ây da. Chúng ta cần phải đi cứu cậu ấy ngay bây giờ. Con cũng muốn đi cứu TV Man Papa nữa. Không được, lần này nguy hiểm hơn lần trước rất là nhiều, con còn yếu lắm. Nhưng mà... Sao có cách này? Cách gì vậy? Hãy kết hợp ta với TV Baby. Sao? Mama muốn con và người kết hợp lại á? Đúng vậy. Cameraman rất tài năng trong việc thí nghiệm này. Mà kết hợp thì chắc chắn có thể hỗ trợ mọi người được. Cảm ơn em đã khen nha. Ý anh là em với mèo kết hợp thì nó sẽ ra cái gì đó rất là xịn đó. Ấy, vậy làm ngay thôi Papa ơi. Ok, đi thôi con gái. A few moments later. Wow. Xin giới thiệu con, đây chính là căn phòng kết hợp xịn nhất ở đây. Con vào trong cái ống thí nghiệm này đi. Dạ, con vào bên trong rồi. Bộ não của TV Woman nó sẽ nằm ở bên kia. Sau khi ta gạt cần thì cổ máy sẽ được kích hoạt. Wow, nhìn xịn thiệt á chứ. Nhưng mà cái này có nguy hiểm không vậy Papa ơi? Không đâu, nhưng khi vào trạng thái kết hợp con sẽ bị nhức đầu một chút. Trời, nghe sợ vậy trời. Mama ở bên kia rồi. Thôi được rồi Papa ơi, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Được rồi con gái, giờ thì ta gạt cần đây, con chuẩn bị nhé. 3, 2, 1. Sao mình ở đây vậy? Cái phòng hồi nãy của mình nè. Rồi cái phòng của Mama nè. Ủa nhưng mà khoan đã. Mình đã kết hợp được với Mama thành công rồi nè. TV Woman, con nghe ta nói chứ? À, con nghe ạ. Ôi, mọi người ơi, mình có thể nói chuyện được với Mama trong cái đầu nè. Hay quá ta. Thiệt lắm, từ giờ con với TV Woman sẽ thay nhau điều khiển cơ thể rồi đấy. Wow, thật vậy sao ta? Hay vậy trời. Nhưng mà điều khiển thế nào vậy ta? Như thế này này, bay đi. Wow, trời ơi, con bay được nè. Trời ơi, mình bay khắp cái phòng thí nghiệm này luôn nè. Mama có thể làm con bay được. Vậy thì con có thể làm gì ta? Để con thử gồng cái sức mạnh này lên tấn công thử xem nè. Gì chào. Ôi ơi, chết rồi. Sorry Papa. Ê, đúng là con kịp cản con mà. Giờ con rất là mạnh, giờ con phải tập kiểm soát sức mạnh của mình. Dạ, con biết rồi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi cứu TV này thôi nè. Đúng vậy, anh đã điện tạ độ vào thiết bị của em. Bây giờ em chỉ cần dịch chuyển tới đó trước, anh sẽ đưa Quân lên tới sau. Đi thôi Mama. Ây ôi. Hai trời ơi. Tới nơi rồi. Ôi trời ơi, tên chim men khổng lồ bọn Skibidi kìa. Đây là địa bàn của hắn sao? Người gian lắm, dám đi tới đường này à. Minh đoàn Skibidi của ta, tấn công. Ôi, nó đang tấn công con kìa Mama ơi. Đừng lo, ta sẽ điều chỉnh cho con một thanh súng vô tầm bích hơn. Con thấy cái súng rồi. Để con dùng nè. Bắn mày nè. Bắn mày nè. Bọn Skibidi chết tiệt, bắn mày nè. Mày nè. Ây da. Tên kia mày thấy được chưa? Đừng có kinh thường ta. Ê con. Mày đánh lén rồi. Đánh lén hả? Ra súng hết đạn rồi Mama. Để đi dùng khẩu này đi. Mày nha mày. Vừa hết đạn luôn. Hay thiệt chứ mấy bạn ơi. Mama của mình có thể biến ra cho mình mấy cây súng mạnh nữa là mạnh luôn. Có vẻ như người đã mạnh lên. Binh đoàn Skibidi lưỡi cưa cấp cao, đánh bại bọn chúng cho ta. Ôi, có vẻ tên Kime đã nâng cấp binh lính của hắn hơn rồi. Bọn này có vẻ mạnh đây. Mama ơi, bây giờ ta phải làm sao? Bọn này mạnh mấy, con phải chờ một chút. Cameraman sắp tới nơi rồi. Dạ. TV Woman, TV Baby, ta đã đem lính tới rồi đây. Quân đoàn Cameraman tiến lên. Cameraman Papa, Papa là binh lính tới rồi. Wow. Đâu ra mà đông vậy? Để mình chạy ra một bên một cái. TV Baby, ta vừa mới cho con một cái chế độ đặc biệt. Con phải kích mày nó đi, đứng lên. Ôi, con đã cảm nhận được cái sức mạnh đó rồi. Để con kích
được quá trời con Skibidi luôn nè. Wow, cái năng lực này hay quá. Để con lên con phụ thêm ba ba nữa. Còn mấy con nữa đây. Chà. Trời, đã quá à. Cái năng lực này thiệt là mạnh mà. Được lắm. Vicker Titan, cho bọn nó biết tay đi. Wow. Tiến lên. Ôi không, là Speaker Titan. Speaker Man, tỉnh lại đi. Rồi, hãy bình tĩnh lại đi nào. Ôi trời ơi, Papa Camera Man với lại Speaker Titan đánh nhau rồi. Tình hình này gây go rồi đây, làm sao bây giờ? Papa ơi. Baby, ta biết cách khống chế Speaker Titan, nhưng trong lúc đó còn phải tập trung tấn công tình trì này nhé. Không sao ạ, vậy Mama hãy làm đi, con sẽ cố gắng. Đúng rồi, hay chứ. Ôi, 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 ôi. Ta đã thấy là quá con rồi. Bây giờ thì con nhớ tập trung nhé. Ôi, TV Mama đã biến thành một cái đầu nhỏ xíu rồi xuất ra bên ngoài rồi nè. Thôi hay quá trời ơi. Ôi, Mama đi đâu kìa, Mama đi đâu kìa. Ok, thôi, mình cứ tập trung vô cái việc của mình thôi. Bây giờ mình sẽ tấn công tên Chimen theo lời Mama nói. Ôi, tên Chimen kia, hãy đợi đây. Yay, cha. Đây à, chết đi. Đây đi cha. Con bé tìm một người nhỏ xíu. Làm được ta hả? Cái tên này ơi, mình không thể tiếp cận hắn. Mình sắp chống cự không nổi nữa rồi. Làm sao bây giờ, hắn mạnh quá. Cái gì vậy, sao có ai bắn vậy? Ủa nó chết luôn rồi. Tên chim em chết luôn rồi. Ủa ai bắn vậy hả? Là Speaker Titan sao? Không thể nào, tại sao Speaker Titan lại giúp mình được chứ? Không lẽ là... Đúng rồi, trong lúc Speaker Titan đang đánh như Camera Man và con đang đánh với chim em, ta đã tận dụng thời cơ và thu nhỏ chui vào bên trong anh ta, điều chỉnh lại phần não, khiến cho anh ta không còn bị điều khiển nữa. Wow, Mama thật là đỉnh quá đi. Cảm ơn mọi người vì đã giúp cho ta, và xin lỗi vì những gì mà ta đã gây ra. Không sao, anh bị khống chế mà. Sao anh không giết chết tôi được rồi? Nhưng mà tôi có tin xấu muốn báo cho mọi người. Hả? Chuyện gì vậy chú ơi? TV Man anh ấy không ổn rồi. TV Man anh ấy có chuyện gì? Anh ta đã bị tên G-Man điều khiển và đã biến trở thành TV Man SE. Hiện tại anh ta như là một con quỷ dữ. Ôi không, lớn chuyện rồi. Vậy bây giờ TV Papa, à không, TV Man SE đang ở đâu vậy chú Speaker? Anh ta đã cử đi tiêu diệt con người, nhưng mà hình như anh ta đã đi đến một ngôi làng có tên là làng Sinh Tố. Hình như là vậy đó. Trời ơi, không được rồi, đó là làng của con. Không được rồi, con phải đi về. Con phải đi về cứu mọi người ngay thôi. Tạm biệt mọi người. Ê. Cẩn thận đó, TV Baby. Dạ, con đúng biết rồi. Ây cha. Mình phải về làng Sinh Tố thôi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip này. Mình sẽ về làng ngăn cản TV Man SE. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha. Nếu mọi người muốn xem tập trước thì hãy ấn vào video trên màn hình. Đừng quên nhấn like và đăng ký để tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé. Làng Sinh Tố ơi, tôi đến đây. Bye cha.